Hello, hello, em Ngọt, chuyên mua bán trao đổi tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng ạ. Chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại kênh mua bán của em trong ngày hôm nay nhé. Tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ đi báo giá cho quý vị khách hàng những dòng xe hiện tại đang có ở cửa hàng bên em. Vâng, ngày hôm qua và ngày hôm kia thì cửa hàng em bán cũng tổng khoảng được 10 chiếc xe về phục vụ bà con rồi. Thì hiện tại cửa hàng em cũng còn rất là nhiều xe và thực sự thì xe mới thì em về liên tục ạ. Mọi người nếu mà quan tâm một những chiếc xe tránh mưa tránh nắng như thế này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em nằm trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh để mọi người có thể là xem xe. Đấy. Đặc biệt là chị em nào mà quan tâm thì có thể là gọi điện cho em qua số điện thoại là 0906034285 để mà em có thể là kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi cho mọi người video này. Mọi người cần giấy tờ thì em sẽ gửi cho mọi người giấy tờ để mọi người có thể là tham khảo và suy nghĩ nhé. Em Ngọt cảm ơn tất cả các anh chị em cũng như là quý vị khách hàng đã luôn theo dõi cũng là ủng hộ em trên kênh mua bán của em suốt thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua thì do là ảnh hưởng của bão nên mọi người này, nên là cửa hàng em cũng đang cho sửa sang lại cái phần lán ở phía đằng trước và dàn hắt bách ạ. Nếu mọi người theo dõi bên em rất là lâu rồi thì mọi người cũng biết là ở trước đây là cái dàn này của em là cái lán của nó là lán cũ của chủ bãi. Đấy, của cái ông em thuê đất đấy. Đây là cái bãi của nó là hơi bị cũ nên là hôm vừa rồi bão là nó có bị ảnh hưởng sập toàn bộ luôn. Đấy, trước khi bão đổ bộ là cửa hàng em đã di rời xe ra hết ra ngoài ở khu vực ở ngoài giữa bãi rồi. Nên là nó chỉ gọi là ảnh hưởng về mất về phần tiền, gọi như là em phải bắn toàn bộ lại tận lại lán mới thôi, sắt mới và tôn mới thôi. Chứ còn xe thì không ảnh hưởng gì cả anh chị nhé. Qua đợt bão này thì cửa hàng em cũng mất tầm khoảng 200-300 triệu tiền làm lán. Nên là em cũng rất là muốn bán được nhiều xe để gọi như là có tiền để sửa chữa cũng như là tu bổ lại cái phần lán cửa hàng bên em. Nên là rất là mong anh chị em mình đang có nhu cầu mình thật là vào xem like của em và xem video của em mọi người nhé. Giá cả thì có bớt và có thương lượng, hợp lý là bằng nào cũng bán luôn. Còn bây giờ thì em sẽ đi quay báo giá luôn đấy ạ. Vâng, như trước đầu tiên là một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2016, mang phiên bản tự động, động cơ máy của nó 1.5. Em đang có hai chiếc này. Một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng đây ạ. Đấy, cùng đời mọi người nhé, cùng đời. Đều đời 2016 cả mọi người nhé. Và giá đồng đều, đấy là 380 triệu ạ. 380 triệu bên em sẽ bao đốt hồ sơ cho anh chị và hỗ trợ vận chuyển cho anh chị trên toàn quốc nhé. Đấy, chị em nào mà quan tâm về dòng xe Mazda 3 này, đấy, có thể là tham khảo hai con này. Và em còn một con đời cao nữa là đời 2018 mọi người nhé, 2018 giá là 470. Tiếp tục đây là một chiếc xe Honda Accent được sản xuất năm 2020, bản ATH, bản cao cấp nhất của nó mọi người nhé. Xe có trang bị hệ thống cửa sổ trời. Đấy, con này bên em đang bán với giá là 415 ạ. 415 mẫu này anh chị nhé, 415. Đây hệ thống cửa sổ trời trần nỉ order 8 vạn. Đấy, vô lăng thích hợp, cổ số đẹp. Đấy, giá của nó sẽ là 415 anh chị nhé, 415. Tiếp tục đây là một chiếc xe đời cao số tự động ạ. Chiếc xe Avell được sản xuất năm 2017 mọi người nhé, mang phiên bản tự động máy 1.4, máy mới rồi. Cái bên đang bán với giá là 245. Dòng Avell thì nó cũng rất là lành. Đấy, chị nào muốn mua một chiếc xe tự động với cửa tiền hơn 200 thì con này nó cũng rất là hợp lý này. Ghế da 3D, trần 3D, rồi lót sàn 3D, có màn hình và có cả cam hành trình luôn, hệ thống túi khí ABS đầy đủ. 245 mọi người nhé, 245. Đấy. Bên cạnh đây là một chiếc xe Daewoo Gencha nhập mọi người nhé, một chiếc xe Gencha nhập và bên cạnh là một con Gencha Việt này. Đấy. Gencha nhập và Gencha Việt thì nó sẽ khác biệt nhau ở cái hệ thống túi khí này. Đấy, và được trang bị đa lúc. Giá thì nó có chênh lệch nhau mọi người nhé. Con này nhập thì em đang bán tầm khoảng là 140 và con Việt thì em đang bán tầm khoảng là 101 ạ mọi người nhé. Tiếp tục bên cạnh là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2018, mang phiên bản số sàn, động cơ máy 1.2. Bây giờ đang bán với giá là 180 mọi người nhé, 180. Dòng Morning cửa hàng em có khá là nhiều luôn mọi người, còn rất là nhiều. Morning i10, đấy ghế da nguyên bản này. Con này là bản Pay mọi người nhé, bản Pay màu trắng xịn. Bên cạnh đây là một chiếc xe Honda Accent được sản xuất năm 2014, mang phiên bản tự động, động cơ của nó là 1.4 mọi người nhé. Đây bản hatchback có trang bị hệ thống cửa sổ trời màu đỏ, giá là 295 ạ. 295 Accent mọi người nhé, Accent 2014 bản hatchback.
Accent bản hatchback đời 2014 này. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Sorento được sản xuất năm 2020 bản tiêu chuẩn máy 1.4. Con em đang thu hồi vốn với giá là 279 mọi người nhé. Một chủ đầu bao đẹp, máy zin keo chỉ zin. i10 sản xuất năm 2016, tự động máy 1.2 bản sedan, mà có hai con, một con 2016, một con 2019 mọi người nhé. Đó, hiện tại con em đang bán là 285 luôn mọi người, 285 nhé. 285 i10 tự động bản sedan. Đây ạ. Đấy, màn hình đều đổ này. Do nó vô lăng tích hợp trần nỉ, cam hành trình, màn hình đều đủ. 285 mọi người nhé, 285. Bên cạnh là một chiếc xe Civic được sản xuất năm 2008, mang phiên bản tự động, động cơ của nó là 2.0 bản full, con này có hệ thống cửa lock mọi người nhé. Bản full nó có cửa lock. Dòng này thì nó có hai bản 8 và 2.0 ạ. Đấy, bản 2.0 đi mọi người nhé, giá là 230 ạ. 230 Civic 2008 nhé mọi người nhé. Đấy. Phía da màu đen, hệ thống cửa sổ trời này, có màn hình đầy đủ, hệ thống điều hòa auto. 230 mọi người nhé, Civic 2008 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai i20 sản xuất năm 2011, mang phiên bản tự động, động cơ máy 1.4 biển 88 mọi người nhé. Hiện tại các em đang bán là 245. Seato 2017, đấy, bản Luxury máy 1.6, đây đang bán với giá là tầm khoảng 400. Con này mọi người muốn trả góp thì có trả góp được này. i10 sản xuất năm 2017, form mới, số sàn máy 1.2 biển Hà Nội, một chiếc xe gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi các này, mọi người nhé. Đây đang bán với giá là 268. Bản đủ có trang bị cảm biến mở cửa này, đều lộ vô lăng thích hợp, hệ thống túi khí ABS đầy đủ. Ghế da sạch sẽ mọi người ơi. Trần nỉ này. 268 mọi người ạ. 268 mọi người nhé. Ai yêu thích màu đỏ, hợp mệnh màu đỏ. Đây i10 rất là đẹp mọi người ơi. i10 cực kỳ đẹp này. Bên cạnh đây là một chiếc xe Mazda 6 được sản xuất, một chiếc xe Mazda 3 mọi người nhé, đời cao đấy ạ. Anh chị nào đang có nhu cầu một chiếc xe Mazda 3 đời cao này. 2018 mọi người nhé, 470 ạ. 470 nhé, con này trả góp thoải mái luôn. Còn ở trong đây là dàn xe Moling i10 này, rất là nhiều Moling i10. Chiếc màn hình nhỏ mọi người là một chiếc xe Kia Moling sản xuất năm 2018, giá chỉ có 180 triệu biển Hà Nội. Còn con này thì cũng là Moling đời 2016 mọi người nhé, 2015 ạ. 2015 giá là 155. Matizoy nhập khẩu 2008 này, BM đang bán với giá là 76 triệu biển Hà Nội. Form này form của Spark mọi người nhé. Chứ còn Matiz form kia là kia dòng Việt. Form nó xấu lắm, nhưng mà cái này form nó đẹp này. Đấy, form này giống kiểu form của Spark đấy ạ. 76 triệu Matiz 2008 nhập khẩu ạ. Dạ vâng, Kia Moling sản xuất năm 2010, số tự động, nhập khẩu, được trang bị đèn bông hoa mai. Đấy, tự động zig zag, máy eco và điều hòa auto. Giá bán của con này là 179 mọi người nhé. Chevrolet Spark 2009 65 triệu ạ, biển Hà Nội. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Moling sản xuất năm 2012, mang phiên bản số sàn, động cơ của là 1.1, được trang bị 4 máy mọi người nhé. Hệ thống đèn bi sơ đông này, đấy, có màn hình, có cả cam hành trình. Giá là 105 nhé, chủ họ đã độ lên cả đề lộ rồi. Con này rất là đẹp ạ, báo rút hồ sơ cho mọi người nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Spark nữa, rất là nhiều Spark ạ. 2009 65 triệu ạ. 65 triệu mọi người nhé, đăng kiểm đến tháng 9 2025 mới đăng kiểm luôn. Kia Moling sản xuất năm 2016, số sàn bản Pay 169 triệu mọi người, 169 ạ. Rút hồ sơ cầm tay, mọi người chỉ việc sang tên thôi. Lên full đồ, ghế da mới, có màn hình và được trang bị năng quay rồi ạ. Spark 2010 76 triệu màu đỏ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Spark nữa. Con này cũng là sản xuất năm 2009 mọi người nhé, 68 triệu đồng ạ. 68 triệu 2009 này. VinFast Fadin sản xuất năm 2020, mang phiên bản tự động, động cơ của nó 1.0. BM đang bán với giá là 290 triệu mọi người nhé. 290 ạ. Biển Hải Phòng, màu trắng ạ. Hyundai i20 sản xuất năm 2011, mang phiên bản tự động, động cơ máy 1.4, con này rút hồ sơ cầm tay rồi. Em đang có hai màu nhá, màu đỏ đô và màu đỏ mận. Đấy, anh chị em nào mình thích i20, một chiếc xe phân khúc hạng hạng C mọi người nhá. Mặc dù là dòng hatchback nhá, nhưng mà nó rất là rộng mọi người, cực kỳ rộng luôn, 245 ạ.
Spark 2009 68 triệu. Và đằng sau cũng là một chiếc xe Spark nữa, cũng là 2009 là 68 triệu mọi người nhá. Rất là nhiều Spark luôn. Quay được lên đang đúc rồi. Đấy, màu xanh. Spark thì em có nhiều màu cho mọi người, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Đấy, mọi người thích màu nào thì chúng ta lựa chọn màu đấy nhá. Kia Morning tự động này, được sản xuất năm 2011. Con này có cửa lock ạ. Giá bán là 225, biển Hải Phòng. Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2016 ạ, giá là 169 triệu màu trắng mọi người nhá. Kia Morning C tự động này, đời 2016, máy 1.2. Con này bao đẹp cho mọi người nhé, máy zin keo chỉ zin 250 ạ. Bên cạnh đây là một chiếc xe Spark Van. Đấy, một chiếc xe Spark Van sản xuất năm 2017 mọi người nhá. Bia đang bán với giá là 160. Dòng Van là dòng 2 chỗ, em đang có 2 con. Một con đời thấp 2013 phong cũ á. Kia Morning nhập khẩu đời 2010. Giá là 179 triệu, màu vàng chanh mọi người nhá. Đấy, màu vàng này. Đấy, màu vàng này nó rất là nổi luôn. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2019, mặc dù là bản P nhưng mà xe đẹp mọi người nhá. Con này bao đẹp cho anh chị luôn. Đấy, một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ, không taxi, 225 triệu đồng thôi ạ. Màu này màu lông chuột này, đấy, màu lông chuột ạ. Spark Van 2013 form cũ 75 triệu đồng thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning C 2015 mọi người nhá, bản đủ gia đình sử dụng ạ. BM đang bán với giá là 185 triệu mọi người nhá. Rút hồ sơ rồi. Đèn led, đèn bi, hệ thống điều hòa auto rồi, được trang bị năng đúc đầy đủ ạ. 185 nhá. Ở trên đây thì em còn một số những dòng xe phân khúc A nữa này, ở trên đây ạ. Mọi người vào xem video của em thì nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh giúp em mọi người nhá. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2013 mọi người nhá, 2013 số sàn. Form này form mới rồi, màu xanh nguyên bản. Con này cũng là dòng của taxi ra nhưng mà màu màu nguyên của nó á anh chị nhá. Đấy, giá của nó là 135 thôi. i10 form cũ sản xuất năm 2013 125 triệu ạ. Ford Fiesta sản xuất năm 2014 mang phiên bản tự động mọi người nhá. Đó, cái này bên đang bán với giá là 248. i10 2015 nhưng đặc biệt là lông form của 2017, chứ còn form của 2015 là form khác mọi người. Đấy, cái này form của 2017 rồi. Số sàn máy 1.0 và bên em đang bán với giá là 165 triệu ạ. 165 mọi người nhá. Do đêm hôm qua trời mưa này. Đấy, mà tôn thì đang thủng ở trên kia thủng cho nên nước giỏ mọi người nhá, nước giỏ tôn thủng ạ. Khu vực ở trên đây em bán lá sắp xong mọi người. Bán lá sắp xong rồi. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe 48 triệu mọi người nhá. Đây ạ, có màu đỏ này. Đấy, chiếc xe lá lốt đầy 2003 48 triệu mọi người. Máy nổ còi kêu, bốn máy cơi đều, điều hòa mát mọi người nhá. 48 triệu thôi. Đây ạ. Mẫu này là mẫu rẻ nhất bên em nhá. 48 triệu là rẻ nhất. Đấy, con này là rẻ nhất bên em rồi. Dạ vâng, Tuner. Đấy, một chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2012. Con này tự động một cầu, giá là 395 ạ. Toyota Vios sản xuất năm 2019, form này form mới, bản E số sàn 335. Và bên cạnh là con Acetti này thì em nhận cọc rồi mọi người nhé, bán rồi, nhận cọc rồi ạ. Ngày mai em sẽ giao xe mọi người nhé. Acetti nhập, đấy con này biển của nó trước là biển 19 đấy mọi người. Đấy, biển 19 Phú Thọ, em bán rồi nhé. Địa chỉ cửa hàng bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 đấy ạ, hướng đi Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh. Mọi người có thể đến xem xe trực tiếp mọi người nhé. Vâng, bên cạnh đây là một chiếc xe Matiz Super này. Đấy, một chiếc xe với cửa tiền tầm khoảng chưa đến 100 triệu. Mọi người mua một chiếc xe tự động mọi người nhé. Đấy, Matiz Super 2006. Đăng ký lăn bánh đời 2010. Em đang bán với giá là 95 triệu mọi người nhé. Trang bị hệ thống đèn bi, màn hình và cả cam hành trình đầy đủ rồi. Vâng, bên cạnh đây là một chiếc xe Astrager mọi người nhé. Anh chị nào mà thích đời cao giá rẻ nhỉ, tiền ít thịt nhiều. Đấy, Astrager 2016 mang phiên bản số sàn, em đang bán với giá là 179 thôi. Vios 2017 bản E số sàn 1.5 285 triệu mọi người nhé, 285. Đấy, i10 2019 này, lăn bánh đời 2020 mang phiên bản tự động, động cơ của nó 1.2 và giá bán là 320 ạ.
Forte, à một chiếc xe Seato nhưng mà form này của Forte mọi người nhé. Form dáng nhìn rất là giống của Forte. Nhiều anh chị hỏi Forte thì mình có thể tham khảo con Seato này, đời 2011 tự động bản 1.6. Đây đang bán với giá là 250. Ford Fiesta 2011 tự động máy 1.6 và em đang có hai con nhé. Hai con bản sedan này và hai con bản hatchback. Con này bản sedan 2011 này. Và giá bán hiện tại là 215. 215 mọi người nhé. Archager sản xuất năm 2016, số sàn 1.2 màu bạc, giúp hồ sơ cầm tay rồi, 215 triệu. Em có cả màu trắng nữa đấy ạ, còn có màu trắng nữa nhá. Bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai i30 mọi người nhá. Anh chị nào đang có nhu cầu về i30 đấy, con này biển Hải Phòng một chủ này, 16M3139 đó. Hiện tại em có cả i20 và i30 nhá. Dòng này thì form dáng nó rộng rãi. Anh chị em nào mình thích cái dòng form dáng rộng, mặc dù bản hatchback nhưng mà rộng thì có thể tham khảo với cái dòng xe này. Vâng, đằng sau là một chiếc xe Honda Accent sản xuất năm 2020 mọi người nhé. Bản pay số sàn, máy 1.4, 335. Một chiếc xe Lacetti nhập tự động 2009, con này bản thiếu này, nó không có cửa lóc ạ, giá của nó là 172. Molinxi đời 2015 số sàn 1.2, bên đang bán với giá là 175 triệu mọi người nhé, rút hồ sơ rồi. Mazda 3S sản xuất năm 2014 ạ, tự động máy của nó là 1.5, bao zin cho mọi người. Đấy, 10 năm sử dụng rồi nhưng mà máy zin keo chỉ zin, 328 mọi người nhé, đèn led đèn bi, hệ thống cửa sổ trời. Đấy, vô lăng thích hợp, ghế da nguyên bản theo xe mọi người nhé, biển 18 Nam Định ạ. i10 sản xuất năm 2018 này, bắt đầu lên form mới rồi mọi người. Đấy, 2018 form mới, 278 triệu mọi người nhé. Bên cạnh là một chiếc xe i10 2017 nữa mọi người này, form mới. Hiện tại i10 em đang có 3 chiếc ạ, một con màu đỏ, một con màu đen và một con 2018. Đấy, đều là form mới. Giá bán hiện tại là 265 mọi người nhé, màu đen, biển 89 Hưng Yên. Toyota Vios sản xuất năm 2021, form này form mới bản E số sàn. Bên em đang bán là 390, con này có trả góp được mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Mazda 6 sản xuất năm 2014 tự động bản 2.5 mọi người. Sắp sửa em có về một con bản 2.0. Đấy. Và con này bản 2.5 nhé, giá là 415 triệu. Avante 2013 giá là 201, cái đang bán lỗ để thu hồi vốn về này. Một chiếc xe Lacetti Việt sản xuất năm 2011 mọi người, 2011. Giá bán hiện tại là 139 triệu thôi. Accent sản xuất năm 2014 bản Blue số sàn máy 1.4, 250. Và bên cạnh là một chiếc xe Hyundai Avante mới về bên em mọi người, 2012 tự động mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe phân khúc hạng C mang phiên bản tự động máy 1.6. Giá bán hiện tại con này là 275 mọi người nhé, 275. Bao đẹp cho anh chị luôn, máy zin keo chỉ zin. Eco Sport bán rồi này. Đấy. Mazda 3S nữa sản xuất năm 2014 ạ. Mang phiên bản tự động mọi người nhé, giá là 325 ạ. Con này con van thì em chưa dọn dẹp xong mọi người nhé. Đấy, nhưng mà giá thì anh em có đề cập giá ở đây rồi, để em xem là giá nào này. Đấy, một chiếc xe Moling van. Đấy, sản xuất năm 2011, giá bán hiện tại là 169 mọi người nhé, 169 đời 2011, bên em mới về. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Lacetti bản SE mọi người nhé. Xe nhập khẩu 2010, 150 số sàn. Dòng này thì em có cả tự động và có cả số sàn ạ. Avante 2014 tự động máy 1.6, 299 ạ. Em đang có hai mẫu Avante, một con 22 mới về, một con này đời 2014 ạ. Archager 2016 số sàn máy 1.2, 215 mọi người nhé. i10 sản xuất năm 2016 bản đủ số sàn máy 1.2, bây giờ đang bán với giá của nó là 258 mọi người nhé, 258. Còn đằng sau thì em có rất là nhiều chị này, rất là nhiều dòng xe 7 chỗ dưới đây ạ. Đấy, 7 chỗ đây anh chị nhá. Con này thì hôm qua em bán rồi này, đấy. Mazda 3S 2012 bán rồi, hiện tại em đang còn hai con 2014 và i10 dưới kia cũng bán rồi này, đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Innova 2016 form mới số sàn 2.0, giá bán là 429 ạ. Một chiếc xe Nova bản Z 2014 số sàn 2.0. Giá bán hiện tại con này là 250 mọi người nhé, 250 ạ. Toyota Innova bản V sản xuất năm 2009 mọi người nhé, 2009 tự động. Bên em đang bán với giá là
265 ạ. Một con Innova bản Z 2011 179 triệu luôn mọi người ơi. Được lân kịch rồi, được lên đăng đúc này. Rồi là hệ thống xi nhan trên gương, được lên 3 vùng điều hòa độc lập nhé. Lại là một chiếc xe Innova nữa bản E 2013, một mẫu xe gia đình sử dụng không chạy qua dịch vụ taxi mọi người nhé. 290 triệu, BM bao đúc hồ sơ bao vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc, đăng kiểm đến cuối năm ạ. Một cặp EcoSport sản xuất năm 2016, một con màu trắng và một con màu tím này. Đấy. Con màu tím này bên em bán với giá là 345 và con màu trắng là 338. Nó chỉ xem nhau vài triệu thôi mọi người nhé. Bên cạnh là một chiếc xe Tuner, đấy, sản xuất năm 2009, tự động. Động cơ của nó là 2.7 2 cầu, 295 triệu. Với chiếc xe Celos sản xuất năm 2021, giá là 595. Anh chị em nào muốn mua xe đời cao, cỡ tiền gần 600 thì em có mỗi con này thôi. Còn BL chuyên xe cỏ mọi người, có lạc loài thêm một con đời cao và nhiều tiền như thế này thôi ạ. Innova bản G 2006 giá bán hiện tại là 189 triệu mọi người nhé, 189 đó. Zoti 2018 mọi người nhé. Anh chị em nào mà thích form dáng thì nó cũng đẹp đẹp như này. Đấy, mà cửa tiền tầm khoảng hơn 300 thôi. Con này cũng khá là hợp lý mọi người nhé, Zoti. Lachetti nhập đời 2010, 150 ạ, 150 mọi người nhé. Biển 36 Thanh Hóa em đang có hai màu, một con màu bạc giúp hồ sơ rồi và con màu đen đây. Accent sản xuất năm 2018, số sàn máy 1.4 bản Pay mọi người nhé. Đấy, bản Pay, bản tiêu chuẩn nhé. Giá là 285. Đấy, biển này biển Hà Nội mọi người nhé. Avante số sàn được sản xuất năm 2016 mọi người nhé. Con này 2015, giá là 265 triệu, biển 98 Bắc Giang này. Con này Y10 là em báo giá cho mọi người rồi, 2019 tự động 320. Con này Y10 số sàn này, đấy, 2015 mọi người nhé. Em đang bán với giá là 195 triệu đồng. Đèn này em đang cho đi tháo để em cắt cái đèn lại nhé mọi người nhé. Cắt cái gương ạ, đấy. Còn con Gensha này thì đang để đi và chưa có nhu bảo cầu bán ạ. Với cờ tiền tầm khoảng chưa đến 100, anh chị có thể tham khảo với chiếc xe mắc lợ này. Đấy, mắc lớt mọi người nhé, 2007. Vài chục thôi mọi người, biển 37 Nghệ An này. Bán tải 140, Prempio Max đời 2014 mọi người nhé. 2014 số sàn 140 triệu. Fiesta sản xuất năm 2013, tự động máy 1.6, rút hồ sơ cầm tay rồi. Mọi người chỉ được sang tên bấm biển thôi. Và em đang bán với giá là 245. Innova 2018 số sàn 2.0 440 triệu. Đời ca em có 2016 và 2018 ạ. Bên cạnh này là một chiếc xe Innova nữa, bản G 2007 mọi người nhé. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng và bên em đang bán với giá là 195. Karen đời 2016 số sàn 2.0 285 triệu ạ. Rút hồ sơ rồi, mọi người chỉ việc sang tên thôi. Innova bản E 2013, con này thì nó có chạy qua dịch vụ mọi người nhé, 255 ạ. Bán tải này, đấy, Ranger số sàn 2010 2 cầu mọi người nhé, số sàn 2 cầu 230. Tucson 2009 ạ, tự động máy 2.0 xe nhập khẩu 230. Con này Innova bản G 207 em bán rồi mọi người nhé, em còn một con màu đen đấy ạ. Một cặp Tuner này, đấy, con này màu đen đời 2013 với giá bán là 401. Và con này thì 2009 301 ạ. Rio bán rồi này, Y10 bán rồi này. Đấy, những dòng xe này em bán rồi mọi người nhá. Đấy, M3 2014 12 bán rồi. Vâng, vừa rồi thì em Ngọt đã đi báo giá nhanh sơ qua những cái dòng xe bên em đang có ạ. Mọi người nếu mà quan tâm một trong những chiếc xe này thì có thể liên hệ cho em qua số hotline là 0906034285 hoặc đến trực tiếp cửa hàng bên em để mình xem xe, để mình chạy thử và lái thử nhá. Địa chỉ cửa hàng bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Hải Phòng và Thái Bình và Quảng Ninh ạ. Mọi người có thể đến xem xe trực tiếp mọi người nhé. Bên em tất cả xe thì sẽ bao gồm chi phí rút hồ sơ cho mọi người, hỗ trợ vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc. Nếu mọi người quan tâm thì có thể đến cửa hàng bên em ạ. Còn bây giờ thì em Ngọ xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video cũng là clip tiếp theo ạ.